Chuyên gia, quân đội Mỹ triển khai tàu khu trục tàng hình tối tân đến châu Á Thái Bình Dương, chấn áp Trung Quốc. Đài Loan kêu gọi công dân có hộ chiếu Nga cân nhắc rời Nga. Phái đoàn Quốc hội đa đảng của Đức sẽ đến Đài Loan vào chủ nhật. Tổng thống Paraguay muốn Đài Loan đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để chống lại áp lực từ Trung Quốc. Mỹ thiết lập quan hệ đối tác với các quốc đảo Thái Bình Dương cam kết đầu tư khủng. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 30 tháng 9 của DKN TV. Chuyên gia, quân đội Mỹ triển khai tàu khu trục tàng hình tối tân đến châu Á, Thái Bình Dương, chấn áp Trung Quốc. Tàu USS Zumwalt được Hoa Kỳ chế tạo đang cho thấy những đặc tính tàng hình tiên tiến của nó ở Tây Thái Bình Dương và sẽ sớm được trang bị tên lửa siêu thanh và được Bắc Kinh đang theo dõi sát sao. Các tàu nổi lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới đang đóng quân ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, Đại úy Mark Lanford xác nhận rằng tàu khu trục USS U-1 đã đến Nhật Bản vào thứ Hai ngày 26 tháng 9 sau khi cập cảng Guam vào tuần trước. Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, USS duộ và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đa nhiệm đã được biên chế cho hạm đội 7 và hạm đội 15 của USS đóng tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo đây là hải đội tàu khu trục lớn nhất của hải quân Hoa Kỳ ở nước ngoài theo hải quân Mỹ tàu khu trục lớp du dài 185m với lượng chóa nước lên tới 16.000 tấn duộ là tàu chiến trên mặt nước lớn nhất và có công nghệ tiên tiến nhất thế giới và là loại tàu đắt nhất được đóng với mỗi con tàu khoảng 8 tỷ đô la Mỹ. Tàu mặt nước lớn nhất của Hải quân Trung Quốc là tàu khu trục Thai 055 với chiều dài 180 m lượng chó nước từ 12.000 đến 13.000 tấn. Hiện Trung Quốc có 6 tàu khu trục Thai 055 đang hoạt động. Một báo cáo hồi tháng 8 từ Viện Hải quân Hoa Kỳ cho biết, dung luật sẽ được nâng cấp vào năm tới để tích hợp thân tàu lượn siêu thanh thông dụng của quân đội Hoa Kỳ CSGB có thể bay tới tốc độ lớn hơn March 5. Thiết bị cho phép tàu Dreamworld đang hiện diện ở Tây Thái Bình Dương tấn công các khu vực khác nhau của đất liền, đã thu hút sự giám sát chặt chẽ từ Bắc Kinh. Tàng hình và hòa lực của Dreamworld Ông Tô Tử Vân, Giám đốc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với Epoch Times ngày 28 tháng 9 rằng, tàu Stuart là thế hệ tàu chiến mặt nước mới của Hoa Kỳ, có thể phản xạ sóng radar và thân tàu sử dụng lớp sơn có thể hấp thụ bức xạ dạ và sóng điện tử, để kẻ thù khó tìm thấy sự tồn tại của nó. Ông Tô Tử Vân cho biết, tàu còn thiết kế ống khói được che đậy kỹ càng để giảm tín hiệu nhiệt nhiều nhất có thể, đồng thời thiết kế bộ làm mát không khí để giảm nhiệt toàn bộ con tàu, giúp con tàu khó bị phát hiện bằng tia hồng ngoại. Tín hiệu nhiệt khiến kẻ thù khó tìm thấy nó thậm chí nếu phát hiện được thì cũng khó khóa tên lửa khi phóng đó là đặc điểm quan trọng đầu tiên trong thiết kế của nó về trang bị hỏa lực ông tô tử vân giới thiệu thiết bị phóng tên lửa của tàu sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng hệ thống này sẽ không gây nổ chuỗi đơn kho nếu bị trúng đạn đặc biệt dung vật chỉ chạy bằng điện và có khả năng cung cấp điện lớn trong tương lai nó có thể được trang bị hệ thống súng điện tử và vũ khí laser công nghệ mới của hải quân mỹ có ưu điểm diệt tên lửa bay tới từ một khoảng cách xa. Việc triển khai Dunguật đến châu Á-Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược to lớn. Ông Tô Tử Vân phân tích rằng tàu Dunguật đang đóng trong hạng đội 7 và có thể hỗ trợ phòng thủ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Khi xảy ra sự cố ở biển Hoa Đông và ép biển Đài Loan, nó có thể được sử dụng như tàu chủ lực của quân sự Mỹ để chấn áp tàu khu trục lớn nhất là Thai 055 của Trung Quốc. Ông đề cập rằng cả tàu khu trục lớp Jungward và tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc đều có radar băng tần kép SX. Hai loại này có thể đồng dạng, nhưng chúng không cung cấp. Về mặt hoạt động, radar băng tần kép của Mỹ có lợi thế kép về phần cứng và phần mềm. Đây cũng là lý do chính khiến Jungward được điều đóng quân ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Về sự tích hợp trong tương lai của Jungward với tàu lượn siêu thanh đa năng của Mỹ, ông Tô Tử Vân phân tích. Những tiến bộ mà Trung Quốc và Nga đã đạt được trong lĩnh vực vũ khí siêu thanh trong những năm gần đây là đáng chú ý. Quân đội Hoa Kỳ sẽ triển khai tên lửa tầm trung trong năm tới và vào năm sau sẽ dự kiến sẽ đưa đến quần đảo Nhật Bản. Hiện Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai tàu lượng siêu thanh đa năng trên các tàu khu trục ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với việc chấn áp hỏa lực của Trung Quốc. Ông nói rằng, việc triển khai tàu USS Dunwood đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương được đánh giá là hành động cam kết của Mỹ với các đồng minh trong việc điều động lực lượng quân sự, giúp duy trì an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và kiềm chế sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nó cũng có thể được coi là việc Tổng thống Mỹ Biden thực hiện các chỉ số cụ thể về quốc phòng đối với Đài Loan. Đài Loan kêu gọi công dân có hội chiếu Nga cân nhắc rời Nga. Thưa quý vị, khi Tổng thống Vladimir Putin tìm cách huy động 300.000 người tham gia chiến đấu ở Ukraine. Đài Loan hôm thứ Năm ngày 29 tháng 9 đã kêu gọi các công dân mang hộ chiếu Nga hãy rời khỏi Nga. Động thái của Moscow đã vô tình kích hoạt một lượng lớn các tân binh tiềm năng sang các nước láng giềng. CNA đưa tin, Bộ Ngoại giao Đài Loan không cung cấp số liệu về số lượng người có hai quốc tịch. Tuy nhiên, Bộ này cho biết các công dân mang hai quốc tịch nên cân nhắc việc ở lại Nga hay rời đi, vì giá vé máy bay ra khỏi nước này đang tăng lên. Người dân cần nhận ra rằng ghế máy bay đang trở nên hiếm hoi và cũng cần phải quan tâm đến an toàn cá nhân của họ khi ở Nga. Bộ này kêu gọi những người Đài Loan sống ở Nga liên hệ với văn phòng đại diện ở Moscow nếu họ cần hỗ trợ. Trước đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đưa ra một thông điệp tương tự cho công dân của họ rời khỏi Nga. Phái đoàn Quốc hội đa đảng của Đức sẽ đến Đài Loan vào Chủ nhật. Ngày 29 tháng 9, tờ Taiwan News đưa tin, một phái đoàn tự hạ viện Mỹ bao gồm các thành viên của 5 đảng phái khác nhau sẽ đến Đài Loan vào Chủ nhật ngày 2 tháng 10 để thực hiện chuyến thăm kéo dài 5 ngày. CNA đưa tin, phái đoàn do Cloud Peter Wisch, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Đức Đài Loan dẫn đầu, sẽ là nhóm chính trị gia đầu tiên đến thăm Đài Loan kể từ năm 2019. Bảy thành viên của tổ chức này bao gồm nhiều thành phần chính trị trên toàn đất Đức, Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Năm ngày 29 tháng 9. Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Thái Anh Văn và các lãnh đạo chính phủ khác, họ cũng sẽ đến thăm công viên khoa học Đài Nam và gặp gỡ các doanh nhân để thảo luận về thương mại, đầu tư, công nghệ và an toàn chuỗi cung ứng. Cũng theo bộ này, chuyến thăm đa đảng của phái đoàn cho thấy Đức đang tăng cường chú ý đến an ninh của eo biển Đài Loan trước những mối đe dọa ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Paraguay muốn Đài Loan đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ để chống lại áp lực từ Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với báo Financial Times, Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez cho biết chính phủ của ông đang làm việc với Đài Loan để bảo đảm người dân Paraguay cảm thấy những lợi ích thực sự của Liên minh chiến lược. Ông Benitez nói, Đài Loan có khoản đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ và các quốc gia không có quan hệ ngoại giao với họ. Chúng tôi muốn 1 tỷ đô la Mỹ từ số tiền đó được đầu tư vào Paraguay Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ dùng vũ lực để sắp nhập. Chính quyền Đài Loan khẳng định họ là quốc gia có chủ quyền. Theo báo Guardian Paraguay là một trong những số 14 quốc gia có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, thay vì Trung Quốc, hầu hết tập trung ở Mỹ Latin và Thái Bình Dương. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thuyết phục được một số nước chuyển đổi quan hệ ngoại giao, với những hứa hẹn về tăng cường thương mại, cho vay và đầu tư, gồm quần đảo Solomon, Panama, El Salvador, Cộng hòa Dominica và Nicaragua. Tiến sĩ Mark Harrison, giảng viên cao cấp về nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Tasmania, Úc cho biết, Đài Loan luôn có nguy cơ mất đồng minh và những bình luận như của Tổng thống Paraguay có thể là tín hiệu về việc chuyển đổi quan hệ. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Paraguay vào khoảng 39 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó 30% đến từ nông nghiệp. Tổng thống Paraguay Benitez cho rằng việc tiếp tục quan hệ ngoại giao với Đài Loan thay vì Trung Quốc đã khiến nước này trả giá đắt. Ông Benetes nói với báo Financial Times rằng việc không tiếp cận được thị trường Trung Quốc đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của Paraguay. Ngoài ra, việc này cũng có tác động bất lợi đến khả năng mua vaccine COVID-19 của Paraguay khi vaccine phần lớn chỉ có sẵn ở Trung Quốc. Trong khi đó, cơ quan ngoại giao Đài Loan lại khẳng định Ngoại trưởng Paraguay Julio Cesar Ariola bác bỏ những bình luận của Tổng thống Abdo Benitez. Bà Âu Giang An, người phát ngôn của cơ quan ngoại giao Đài Loan cho hay, Ngoại trưởng Paraguay Ariola đã nói chuyện với đại diện Đài Loan tại Paraguay để làm rõ rằng mối quan hệ hai bên dựa trên giá trị và ý tưởng chung, chứ không dựa trên trao đổi. Ông Ariola nói rằng điều mà Tổng thống Abdo Benitez nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn độc quyền là Paraguay có điều kiện đầu tư tuyệt vời và hy vọng rằng các doanh nhân Đài Loan có thể thâm nhập thị trường Nam Mỹ bằng cách đầu tư vào Paraguay. Điều này có ý nghĩa to lớn đối với việc thiết lập chiến lược quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Paraguay. Người phát ngôn của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan cho biết, chính quyền quốc đảo sẽ tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Paraguay. Mỹ thiết lập quan hệ đối tác với các quốc đảo Thái Bình Dương cam kết đầu tư khủng ngày 28 tháng 9, Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương đã chính thức khai mạc tại thủ đô Washington. Sự kiện này quy tụ các nhà lãnh đạo và đại diện từ 14 quốc đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các cam kết trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại tòa Bạch Ốc. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền ông Biden sẽ sớm công bố khoản đầu tư hơn 860 triệu đô la Mỹ vào các chương trình mở rộng để hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương. Đây là mức đầu tư bên cạnh 1,5 tỷ đô la Mỹ được cung cấp trong suốt thập niên qua. Tòa Bạch Ốc chưa có bình luận ngay lập tức về con số tài trợ, nhưng một quan chức Mỹ cho biết tất cả các nhà lãnh đạo trong chuyến thăm đã tán thành một bản tuyên bố tầm nhìn 11 điểm, trong đó cam kết tầm nhìn chung vì tương lai và quyết tâm cùng nhau xây dựng tương lai. Tham dự sự kiện còn có Thủ tướng quần đảo Solomon. Manasseh Sogavare. Trước đó, chính phủ Mỹ lo ngại rằng Solomon sẽ xích lại gần Trung Quốc. Người phát ngôn của ông Sogavare không có bình luận ngay lập tức về vấn đề này. Dự thảo nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước Liên hợp quốc về luật biển, cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không, đồng thời lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Theo đó, Hoa Kỳ vẫn cam kết giải quyết các mối quan tâm về môi trường và sức khỏe của quần đảo Marshall và không đề cập cụ thể đến di sản của vụ thử hạt nhân của Hoa Kỳ ở quần đảo này vào những năm 1940 và 1950. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo của một khu vực mà nước này coi là sân sau hàng hải kể từ Thế chiến thứ hai, trong bối cảnh Trung Quốc đã và đang đạt được những bước tiến vững chắc trong khu vực. Một số quốc gia đã phàn nàn về việc bị mắc kẹt giữa cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của các siêu cường. Theo Reuters, điều phối viên khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương của tòa bạch ốc Kurt Campbell tuần trước cho biết, hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu và sức khỏe. Washington và các đồng minh muốn tăng cường an ninh hàng hải và liên kết thông tin liên lạc của các quốc đảo với các nước như Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Phát biểu tại phiên khai mạc, ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken nhấn mạnh, hội nghị thượng đỉnh này phản ánh quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài của Mỹ với các quần đảo Thái Bình Dương được củng cố bởi lịch sử, giá trị chung và mối quan hệ bền vững giữa người dân hai bên. Ông nêu rõ, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những thách thức đang phải đối mặt, trao đổi ý tưởng và quan điểm, đồng thời đề ra hướng đi để giải quyết những vấn đề quan trọng nhất đối với người dân. Ông trích dẫn cuộc khủng hoảng khí hậu, các trường hợp khẩn cấp về y tế, thúc đẩy cơ hội kinh tế và duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, nơi mọi quốc gia bất kể quy mô đều có quyền tự chọn con đường riêng của mình. Ngoài ra, Ngoại trưởng cần thông báo Mỹ cam kết tài trợ 4,8 triệu đô la Mỹ để củng cố các nền kinh tế xanh. Qua đó góp phần bảo vệ môi trường biển với việc thúc đẩy hoạt động đánh bắt thủy hải sản mang tính bền vững hơn. Solomon xích lại gần Trung Quốc Trong một tuyên bố vào ngày đầu tiên của cuộc hội đàm, ông Harry Puna, Tổng thư ký Diễn đàn các đảng quốc Thái Bình Dương cho biết, ông tin tưởng các hòn đảo và Hoa Kỳ sẽ bảo đảm và xây dựng quan hệ đối tác. Ông cho biết kết quả dự kiến sẽ được công bố sau cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Biden. Cạnh tranh chiến lược ở Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể trong năm nay sau khi Trung Quốc ký một thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, làm dấy lên cảnh báo về việc quân sự hóa khu vực này. Ông Sugavare đã nhiều lần tỏ ra rè biểu Hoa Kỳ, một động thái làm tăng thêm lo ngại của Washington các cuộc đàm phán hôm thứ Tư ngày 28 tháng 9, bao gồm một phiên họp do đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về khí hậu John Kerry chủ trì, người đã ca ngợi các nhà lãnh đạo các đảo Thái Bình Dương về một mục tiêu khí hậu toàn cầu, tham vọng hơn so với thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Paris năm 2015. Một nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết, Tòa Bạch Ốc đang làm việc với khu vực tư nhân để đưa ra một thỏa thuận về các tuyến cáp dưới biển trong khu vực gọi đây là phản ứng đối với các hoạt động ngoại giao và mở rộng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các quốc đảo Thái Bình Dương mong muốn kết nối nhiều hơn với các đồng minh. Tuy nhiên, họ đã nhiều lần nhấn mạnh Washington nên chấp nhận các ưu tiên của họ, coi biến đổi khí hậu chứ không phải cạnh tranh giữa các siêu cường là nhiệm vụ an ninh cấp bách nhất. Chủ tịch Micronesian David Vanuelo hôm thứ Ba ngày 27 tháng 9 cho biết, những người tham gia đã thống nhất trong tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh về 5 vấn đề trọng tâm là phát triển con người, giải quyết biến đổi khí hậu, địa chính trị và an ninh, cũng như thương mại đã phát triển công nghiệp. Thưa quý vị, mục tin biển nước ngoài biển Đài Loan của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo